with my hands up high. I go by my own to the blaze that's shy, and I walk straight to the blaze of my desire and brew death on my life's own rider. I'm gonna fly with my hands and my hands up high. I go by my own to the blaze that's shy, and I walk straight to the blaze of my desire and brew death on my life's own rider. Don't fade, wouldn't know what to say, wouldn't know how to say, just so that I go. My host still knows, my eyes say go, though my brother say no, but I gotta do my own thing. Bây giờ mình đang trên đường đi tới Phú Thọ và hôm nay là ngày 14. This is it. So, lo lắng hồi hộp nhưng mà rất là tự tin. Sau đó chuẩn bị đầy đủ hết rồi và có 5 bài. So, watch out later. Được gặp gỡ tất cả các bạn ngày hôm nay. Mặc dù là nắng như thế này mà các bạn vẫn đứng đó xem nghệ sĩ mình biểu diễn. Các bạn có thấy là các bạn là những cái người fan mà tuyệt vời nhất tôi từng đi trong những cái concert không? Và mỗi các bạn thì giống như là mỗi người một màu, ai cũng đem cho tôi một cái niềm cảm xúc khác nhau. Giống như SD hay là bố tôi đứng như kia hay là tất cả các bạn. Vì các bạn là những fan tuyệt vời nhất tôi thấy. Let's go. Lớn nữa. Lớn hơn nữa. Các bạn là số 1. Goodbye.